Huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan nói điều lo lắng nhất trước trận thi đấu với đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh những tuyên bố rất cứng, thì huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan là ông Akira Nishino cũng đã bày tỏ những nỗi lo trước hai chuyến làm khách là trước Malaysia và Việt Nam tại vòng loại World Cup năm 2022 trong tháng 11 tới đây. Để chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia vào ngày 14 tháng 11 và Việt Nam vào ngày 19 tháng 11 ở vòng loại World Cup năm 2022, thì đội tuyển Thái Lan đã chính thức tập trung 24 cầu thủ vào hôm 31 tháng 10 vừa qua. Cũng như thầy trò ông Park Hang-seo, thì đội tuyển Thái Lan chưa có đủ quân số vì một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, cùng 4 cái tên thuộc biên chế của câu lạc bộ Park FC sẽ hội quân muộn hơn do bận thi đấu. Trước hai trận đấu quan trọng, đặc biệt là chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình trong cuộc thi đấu của đội tuyển Việt Nam, thì ông Akira Nishino đã cho biết như sau: "Chúng tôi luôn tập trung vào mỗi trận đấu, từ Việt Nam, UAE hay đá giao hữu với đội tuyển Congo. Chúng tôi sẽ có hai trận đấu trên sân khách. Dù thế nào thì cả đội sẽ cố gắng đoàn kết và tiếp tục phấn đấu tốt hơn." Vị chiến lược gia người Nhật Bản cũng thể hiện sự lo lắng nhất định về tình hình sức khỏe của một số trụ cột trong đội hình đội tuyển Thái Lan. Trong đó đặc biệt là Chanathip Songkrasin khi nói tiếp: "Chúng tôi tập trung làm hai đợt để duy trì thể lực cho các cầu thủ. Chanathip Songkrasin có thể trở lại với phong độ như trước. Nhưng với Thitiban thì cần phải xem xét lại tình trạng sức khỏe của anh ấy một lần nữa. Tôi luôn nhận được thông báo về tình trạng sức khỏe của cậu ấy đến từ Nhật Bản." Những lo lắng của ông Akira Nishino là hoàn toàn có cơ sở, bởi đội tuyển Thái Lan phải di chuyển liên tục trong hai chuyến làm khách tại Malaysia và Việt Nam. Đặc biệt là trận đấu với đội tuyển Việt Nam thì đội bóng xứ sở Chùa Vàng gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết lạnh của Hà Nội. Và đặc biệt nữa là sức ép khủng khiếp từ chảo lửa Mỹ Đình. Tuy nhiên thì ông Akira Nishino cũng đã khẳng định là đội tuyển Thái Lan không quan tâm đến chiến thuật trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Ông Akira Nishino chỉ tập trung vào bồi dưỡng thể lực cho các cầu thủ ở buổi tập đầu tiên của đội tuyển Thái Lan nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup năm 2022. Đội tuyển Thái Lan bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Malaysia và Việt Nam ở vòng loại World Cup. Cũng giống như đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Thái Lan vẫn chưa có đầy đủ quân số tốt nhất của mình, đồng thời đứng trước bài toán về thể lực khi các cầu thủ vừa trải qua một mùa bóng đầy căng thẳng. Ở buổi tập đầu tiên của đội tuyển Thái Lan chỉ kéo dài 1 tiếng 30 phút, và chia sẻ với giới truyền thông thì ông Akira Nishino khẳng định ban huấn luyện chỉ tập trung hồi phục thể lực cho các cầu thủ khi nói: "Lý do chúng tôi tập trung các cầu thủ trong giai đoạn này là vì lo ngại họ không kịp hồi phục thể lực. Tôi không quan tâm đến chiến thuật mà chỉ lo ngại về sức khỏe của các cầu thủ trước trận đấu với Malaysia và Việt Nam", ông Nishino chia sẻ. Để đấu với đội tuyển Việt Nam và Malaysia thì ông Nishino đã ra kế hoạch tập trung đặc biệt được tiết lộ bởi chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Thái Lan là ông Sumas Bumanwan như sau: "Chúng tôi sẽ gặp Malaysia và Việt Nam khi Thailand hạ màn. Từ lúc này cho đến cuối tháng thì các cầu thủ sẽ có thời gian để nghỉ ngơi trước khi ngày FIFA Day bắt đầu, tức thời gian các giải vô địch quốc gia được nghỉ để nhường chỗ cho một loạt các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Ông Akira Nishino sẽ tập trung cầu thủ tiếp tục tập luyện trong khoảng 3 đến 4 ngày, sau đó sẽ để các cầu thủ nghỉ ngơi. Sau đó thì toàn đội sẽ lại tập trung trước giai đoạn FIFA Day khoảng 2 đến 3 ngày. Do việc tập trung liên tục có thể khiến các cầu thủ chán nản, mệt mỏi, nên vị huấn luyện viên này muốn họ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng sẽ hỗ trợ quá trình tập luyện diễn ra một cách suôn sẻ", ông Sumas nói. Thailand đã hạ màn vào ngày 26 tháng 10 vừa qua nên toàn đội tuyển Thái Lan sẽ có gần 20 ngày để chuẩn bị cho vòng loại World Cup năm 2022. Việc tập trung kiểu ngắt quãng là chủ ý của ông Akira Nishino, nhằm giúp cho các cầu thủ vừa tập vừa nghỉ ngơi, thư giãn sau một mùa giải thi đấu đầy căng thẳng. Tinh thần của những chú vô chiến đang lên rất cao sau chiến thắng trước đội tuyển UAE. Đội bóng được đánh giá là sáng cửa vượt qua vòng loại thứ hai nhất tại bảng G. Ông Nishino cũng cho rằng nhiều cầu thủ Thái Lan có thể theo bước của Chanathip Songkrasin, Teoton Bunmathan hay Thitiban Buanchan để sang Nhật chờ bóng. Chiến lược gia này hiện đang rất tự tin vào thực lực của đội nhà. Còn theo huấn luyện viên Lê Thủy Hải, thì huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan là ông Akira Nishino đã cho thấy ngày một đáng sợ của mình. Theo huấn luyện viên Lê Thủy Hải, thì huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan là ông Akira Nishino đã cho thấy ngày một đáng sợ khi có thời gian làm việc với các cầu thủ Thái Lan. Và đây cũng chính là đối thủ lớn nhất của ông Park Hang-seo ở bảng G tại vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Cục diện của bảng G hiện tại đang rất khó lường khi Thái Lan đang dẫn đầu với 7 điểm, còn đội thứ hai là Việt Nam có cùng điểm số nhưng kém hơn về chỉ số bàn thắng bại. Đội đứng thứ ba là UAE và tiếp đến là Malaysia và cuối cùng là đội tuyển Indonesia.
Ở bảng đấu này thì Thái Lan đã thể hiện sức mạnh sau trận hòa trước đội tuyển Việt Nam ở ngày mở màn của vòng loại World Cup năm 2022 diễn ra vào ngày 5 tháng 9 trên sông động Thammasat University. Và từ đó cho đến nay thì đội tuyển Thái Lan đã toàn thắng, trong đó có trận thắng trước ông lớn là UAE. Theo đánh giá của ông Lê Thụy Hải thì việc đội tuyển Thái Lan chơi ngày một tốt hơn là bởi huấn luyện viên của đội bóng này là ông Akira Nishino đã có thời gian tìm hiểu về con người và bóng đá Thái Lan. Ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam thì ông Akira Nishino mới chỉ có ít ngày cầm quân những chú voi chiến, nên ít nhiều đã không thể hiện được hết sức mạnh của những chú voi chiến. Tuy nhiên, khi đến thời điểm này thì Thái Lan đã trở lại vị thế của mình. Đó thật sự là một đối thủ mạnh của thầy trò ông Park Hang-seo trong cuộc cạnh tranh giành lấy tấm vé đi tiếp ở bảng G, ông Lê Thụy Hải nói. Cũng theo ông Lê Thụy Hải, thì huấn luyện viên Akira Nishino từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản chơi ở World Cup năm 2018 thì không phải là hạng vừa. Ở vị huấn luyện viên này có phong cách rất hiện đại, biết áp dụng nhiều kỹ thuật, khoa học vào bóng đá. Đây chính là điều mà bóng đá Việt Nam đang còn thiếu. Sau khi có chuyến làm khách trên sân của Malaysia thì đội tuyển Thái Lan sẽ đấu đầu với đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 1. Đây là trận đấu rất được chờ đợi bởi cuộc tái đấu này sẽ rất nóng từ dưới sân tới khán đài trên băng ghế kỹ thuật và đặc biệt là truyền thông của hai nước. Đây là đối thủ thật sự của ông Park Hang-seo trong cuộc tái đấu này sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với ở trận lượt đi, ông Lê Thụy Hải nhận định. Hiện tại thì cả đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đã hội quân để chuẩn bị cho hai trận đấu trong tháng 1. Đội bóng của ông Akira Nishino đã triệu tập đến 32 cầu thủ, nhưng hiện tại thì chỉ có 24 người có mặt. Lý do là bởi có 4 cầu thủ trong nước vẫn còn làm nhiệm vụ ở câu lạc bộ, trong khi 4 cầu thủ ở nước ngoài thì vẫn chưa được nhả theo quy định của FIFA. Trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam thì ông Akira Nishino đã liên tục có những động thái công kích đối thủ. Đáng chú ý nhất là việc chỉ trích trung vệ Bùi Tiến Dũng khi cho rằng cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã cố tình câu giờ trong trận đấu lượt đi. Đáp trả lại lời công kích của ông Nishino thì ông Park Hang-seo đã nói: "Tôi có biết chuyện ông Nishino đánh giá hành động của Bùi Tiến Dũng trên mặt báo. Tuy nhiên thì tôi không muốn bình luận về vấn đề này. Thế nhưng đã là một huấn luyện viên thì chúng ta cần phải cẩn trọng khi đánh giá về đối phương. Ông ấy nên xem xét lại cầu thủ của mình có chơi đẹp đến mức phải bình phẩm đối thủ hay không. Cần nhớ rằng ở King's Cup năm 2019 vừa qua thì đội tuyển Thái Lan có nhiều hành động không đẹp khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Tôi không rõ lời tố cáo Bùi Tiến Dũng ăn vạ hay câu giờ có thật sự được ông Nishino nói ra, nhưng chúng ta cũng không cần lên tiếng về việc này. Trước khi đánh giá một ai đó thì hãy xem xét lại chính mình trước. Chắc chắn trong thời gian sắp tới thì bầu không khí trong trận đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ còn căng thẳng hơn rất nhiều. Và đây chính là lúc mà hai nhà cầm quân là ông Park Hang-seo và ông Nishino đấu trí với nhau. Tại bảng G của vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Á, thì Thái Lan và Việt Nam hiện đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu cùng với 7 điểm. Thái Lan xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng bại, còn UAE và Malaysia lần lượt đứng ở các vị trí thứ 3 và thứ 4.